Xin chào quý vị nhà đầu tư. Cổ phiếu Thế Giới Di Động là một trong những cổ phiếu được các nhà đầu tư quan tâm nhất ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay cũng như trong vài năm vừa qua. Và một trong những cái mối quan tâm đặc biệt đến Thế Giới Di Động đó chính là triển vọng của Bách Hóa Xanh, cái chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng tiện lợi của công ty này đã được thành lập vài năm vừa qua. Tuy nhiên, để mà hiểu rõ về chuỗi Bách Hóa Xanh đang lỗ bao nhiêu và bao giờ có lãi, hoặc là nó có giá trị hay không trong cái công ty Thế Giới Di Động này thì không phải ai cũng biết. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ trao đổi với quý vị và các bạn về một cái chủ đề mà rất nhiều người mong muốn được mổ xẻ và quan tâm. Đó là Bách Hóa Xanh đang lỗ bao nhiêu, bao giờ có lãi và được định giá bao nhiêu. Nội dung chính của tôi hôm nay gồm có 5 phần như sau. Một là tổng quan về Bách Hóa Xanh để chúng ta hiểu rõ hơn về cái công ty này. Thứ hai là triển vọng của ngành bán lẻ thực phẩm, chính là cái ngành mà Bách Hóa Xanh hoạt động. Thứ ba là Bách Hóa Xanh đang lỗ bao nhiêu, làm thế nào để biết đang lỗ bao nhiêu. Thứ tư là bao giờ Bách Hóa Xanh có lãi. Và cuối cùng, Bách Hóa Xanh có giá trị là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Trước tiên là tổng quan về Bách Hóa Xanh. Thì tên công ty đầy đủ là Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh. Thì đây là lấy trong báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 của Thế Giới Di Động. Thì nó có thuyết minh tên đầy đủ như vậy. Vốn điều lệ của nó là 6.628 tỷ 271 triệu 970 ngàn đồng. Tức là vốn điều lệ của nó đâu đó còn cao hơn cả Thế Giới Di Động cơ. Đúng không? Và hiện nay Thế Giới Di Động đang là công ty mẹ, sở hữu tới 99,95%, thì coi như là 100% luôn ạ. Thứ tư là ngành nghề kinh doanh chính, đó là bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên danh, ví dụ như cửa hàng ở trên màn hình quý vị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Và thứ năm, tính đến ngày 27 tháng 11 năm 2020 thì Bách Hóa Xanh có 1.692 cửa hàng tại 25 tỉnh thành phía Nam. Trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là 515 cửa hàng, Đồng Nai 120 cửa hàng, Bình Dương 108 cửa hàng. Đây là 3 địa phương chính trong cái chuỗi này. Và đây cũng chính là 3 địa phương phát triển nhất trong cái khu vực phía Nam. Và ở khu vực phía Bắc thì chưa có cửa hàng nào cả. Do Bách Hóa Xanh chủ trương là đánh chắc thắng chắc từng bộ phận đã. Khi có được công thức thành công, chinh phục được thị trường miền Nam thì họ sẽ hướng ra miền Bắc là thị trường lớn thứ hai, bao gồm Hà Nội và các cái tỉnh thành liên quan. Thứ 6, doanh thu 10 tháng đầu năm 2020 của Bách Hóa Xanh là 17.000 tỷ đồng, tương đương với khoảng độ 750 triệu USD. Và thứ 7, doanh thu bình quân cửa hàng trong 10 tháng đầu năm là 1,2 tỷ đồng một cửa hàng. Và cuối cùng, Bách Hóa Xanh là một nhà bán lẻ thực phẩm lớn thứ 3 tại Việt Nam, chỉ sau Coop Mart và Vinmart cộng với Vinmart cộng mà thôi. Tức là nó đã vươn lên lớn thứ 3 nếu tính đến dự phòng đến hết năm 2020 này, chứ nó không còn là một cái chuỗi nhỏ nhỏ xinh xinh như mà người ta vẫn có thể tưởng tượng. Tiếp theo, về chúng ta hãy cùng tìm hiểu về ngành bán lẻ. Thì đây là ngành hưởng lợi nhất từ cái việc tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, đúng không? Chúng ta có thể thấy ngành bán lẻ giai đoạn từ 2002 đến 2020 tăng trưởng 18,4% một năm, tức là một cái mức tăng trưởng rất khủng khiếp, đúng không ạ? GDP đâu đó tăng trưởng trung bình khoảng 6,5%, cộng với lạm phát là nó khoảng 12%, thì ngành bán lẻ này trong giai đoạn đó tăng trưởng gấp rưỡi so với tăng trưởng GDP, là một trong những ngành tăng trưởng mạnh nhất và lâu dài nhất, đúng không ạ? Thì tương lai ngành bán lẻ sẽ ra sao? Thì chúng tôi cho rằng đó là một sự kỳ vọng, một cái tăng trưởng rất là tốt. Thì do cơ cấu vàng cùng với giai cấp trung lưu tăng mạnh, trong cái điều kiện GDP của chúng ta tăng trưởng hàng đầu thế giới, thì GDP tăng trưởng trung bình khoảng trên 6% đến 2023-2025, thậm chí chúng tôi cho rằng có thể đến 2027-2028 mà GDP trung bình vẫn có thể tăng trưởng 6%. Thì đây là cái dự báo của rất nhiều các tổ chức quốc tế lớn như World Bank, IMF, rồi là của các cái bộ ngành của Việt Nam. Thứ hai là tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiêu dùng đạt 4,4 triệu tỷ đồng, tức là chiếm tới 80% GDP. Là rất lớn, cái ngành này một ngành rất lớn, một đại dương xanh đó.
thì tăng tới 13% so với 2017, đúng không ạ? Giai đoạn 2012 đến 2018 thì tăng trưởng đó, trung bình 12%. Thì giai đoạn này GDP tăng trưởng khoảng độ 6%, lạm phát thì rất thấp, chỉ khoảng độ 3,5% mà thôi. Thì tăng trưởng như thế này cũng rất khủng khiếp. Và thứ ba là quy mô dân số của Việt Nam rất lớn, 93,7 triệu người. Trong đó cơ cấu dân số chủ yếu là dân số trẻ, với 60% dân số độ tuổi từ 18 đến 50. Và đây chính là cái tầng lớp tiêu dùng chính, động lực của tăng trưởng đối với ngành bán lẻ này. Và thứ tư là chi tiêu hộ gia đình dự báo tăng trưởng với tốc độ gộp là khoảng 10,5% trên năm đến 2023. Và xa hơn thì có thể đạt 9 đến 10% một năm. Đó. Theo Nielsen thì chỉ báo cho tăng trưởng của thị trường e-commerce thì độ tuổi là nhỏ, trung bình là nhỏ hơn 37 thì sẽ rất là tốt. Thì ở Việt Nam là trung bình đâu đó khoảng 32 đến 33 tuổi. Thứ hai là tăng trưởng tiêu dùng kết nối. Đó. Tức là sẵn sàng chi tiêu những cái sản phẩm cao cấp hơn cái tầng lớp của họ ấy, thì lớn hơn 5,3% một năm, thì ở Việt Nam đạt cái con số này. Thứ ba là tỷ lệ kênh bán lẻ hiện đại nhỏ hơn 78%, đúng không? Nhỏ hơn 78%. Thì quý vị và các bạn có thể thấy cái kênh bán lẻ hiện đại ở Việt Nam chỉ có 25% thôi, thì nó rõ nhỏ hơn rất nhiều con số 78%. Singapore 90, Malaysia 60, Thái Lan 34, Philippines 33. Philippines thậm chí kinh tế còn kém phát triển hơn Việt Nam cơ. Việt Nam đã vượt Philippines rồi. Tiếp theo là về mô hình kinh doanh truyền thống ở Việt Nam đang chiếm tới 75%. Chợ truyền thống có khoảng hơn 10.000 điểm. Chợ cóc, chợ tạm có hàng chục ngàn điểm. Thì đây chính là cơ hội để cho cái lĩnh vực bán lẻ có thể ngày càng gia tăng cái thị phần của mình hơn. Và đây là một quy luật tất yếu. Đúng không? Rất nhiều quý vị bảo ui dồi, chợ vẫn rất là nhiều, mọi thứ vẫn đầy, thế thì khó cho ngành bán lẻ. Chính điều đó mới tạo cơ hội cho ngành bán lẻ có thể gia tăng thị phần. Chứ còn nếu mà ngành bán lẻ hiện đại mà đã chiếm thị phần rất lớn rồi thì làm sao nó có thể tăng trưởng nhanh được, đúng không ạ? Đó. Và những cái yếu tố hỗ trợ rất thú vị ở đây. Tức là cái tốc độ đô thị hóa của Việt Nam 3% một năm cơ. Và tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam mới là khoảng 37-38% thôi, rất thấp. Thế do đó là vừa tốc độ tăng trưởng cao lại vừa có dư địa có thể đô thị hóa rất lớn. Như Singapore thì tất nhiên là không bao giờ hướng tới đâu, bởi vì đất nước này bé xíu, thành ra 100% là đô thị hóa. Malaysia thì tới khoảng 77-78%, đúng không ạ? Trung Quốc là khoảng hơn 60%, đúng không ạ? Philippines hay Thái Lan thì cũng hơn chúng ta khoảng 10%, hơn 10%. Thì ở Việt Nam, cái tốc độ đô thị hóa còn mạnh. Và chính cái tốc độ đô thị hóa này nó sẽ giúp cho các cái chuỗi bán lẻ hiện đại có thể phát triển một cách mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Quý vị và các bạn có thể thấy mỗi cái đô thị mới mọc ra lại là các cái siêu thị, chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chứ đâu phải là các cái chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống đâu ạ, đúng không ạ? Thì đây là những cái yếu tố giúp cho cái tăng trưởng rất mạnh. Bên cạnh đó thì quy mô mỗi hộ gia đình thì ở Việt Nam ngày càng nhỏ xuống. Tức là nếu như năm 1989 là trung bình một gia đình có khoảng 4,8 người thì đến nay 2019 là 3,6 người, 2022 dự báo là còn có 3,4 người thôi. Đúng không ạ? Khi cái quy mô gia đình ngày càng nhỏ hơn thì cái chi tiêu nó sẽ cũng ngày càng lớn hơn về cả cái thứ. Ví dụ như là trong một gia đình gọi là 5 người hay 4 người đi thì cũng mua một cái nồi cơm điện, đúng không ạ? Cũng mua một cái chảo. Đúng không ạ? Cũng mua một cái gì đó, rất nhiều thứ. Đúng không ạ? Nhưng mà hộ gia đình 3,4 người thì cũng mua từng đó. Đó, đúng không ạ? Thế do đó là nó sẽ thúc đẩy cái tăng trưởng của cái lĩnh vực bán lẻ này rất lớn. Rất lớn, đúng không ạ? Tiếp theo, đó là đi sâu hơn vào cái lĩnh vực bán lẻ thực phẩm. Bởi đây chính là lĩnh vực nhỏ, chính, thị trường ngách của Bách Hóa Xanh. Thì thực phẩm là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi tiêu của người dân Việt Nam, chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu. Chi tiêu cho thực phẩm tăng trưởng 18,4% trong giai đoạn 2002-2018 và có thể đạt 46,4 tỷ USD năm 2020. Trong khi cái chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam hiện nay là Coopmart thì lại doanh thu chưa đến 2 tỷ đô, khoảng 1,7 tỷ đô. Đúng không ạ? Như vậy họ mới chỉ chiếm chưa đến 4%. Tức là cái thị trường này vô cùng rộng mở. Tiếp theo là dự báo tăng trưởng của thị trường bán lẻ thực phẩm tương đương với mức tăng 10%, tức là GDP cộng lạm phát đấy, đúng không ạ? Và thậm chí có thể tăng cao hơn một chút. Vì sao lại vậy? Bởi vì GDP người ta tính là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm thật, còn tăng trưởng bán lẻ thì người ta lấy giá trị. Giá trị ở đây thì nó đã bao gồm cả lạm phát rồi, đúng không ạ?
Và thị trường bán lẻ thực phẩm hiện hiện khá phân mảnh như tôi vừa nói. Coop Mart mới chỉ chiếm 4% thôi. Vinmart chiếm 2,8%. Và Bách Hóa Xanh có thể chiếm 2,2% vào cuối 2020 này. Bixi thì chiếm 1,7%. Lotte và Aeon thì chiếm khoảng độ 1%. Thì thị trường này đang rất phân mảnh. Nếu mà ông nào mà có thể chiếm được 10% thị trường này mà thị trường này tiếp tục tăng trưởng rất mạnh thì phải nói là vô cùng khủng khiếp. Đúng không ạ? Bởi vì quy mô thị trường này đã to rồi lại còn có cái sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Nếu như quy mô thị trường điện máy nó chỉ độ 3 tỷ đô thôi chẳng hạn. 3 tỷ đô hoặc hơn 3 tỷ đô một tí và tốc độ tăng trưởng nó thấp hơn thế này thì thị trường này quý vị và các bạn có thể thấy nó chiếm tới 46 tỷ đô. Tức là gấp mười mấy lần cái thị trường điện máy mà ông thế giới di động bây giờ đang là vua ở đó. Đúng không? Hay là thị trường của cái chuỗi thiết bị ICT, đó là chuỗi thế giới di động chẳng hạn. Thì quy mô nó nhỏ hơn rất nhiều. Đúng không? Thì ông này gấp mấy chục lần mà lại có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Rất khủng khiếp, cái thị trường rất lớn. Tiếp theo, Bách Hóa Xanh đang kinh doanh như thế nào? Đúng không? Doanh thu 9 tháng đầu năm 2020 thì đạt 15.000 tỷ và 10 tháng là đạt 17.000 tỷ. 17.000 tỷ, đúng không ạ? Và tăng tới 112% so với 9 tháng đầu năm 2019. Thì 10 tháng đạt 17.100 tỷ, tăng khoảng hơn 100% so với cùng kỳ 2020, đúng không ạ? Biên lợi nhuận gộp là 25%, tăng tới 5% so với mức 20% của quý 3 2019. Đó. Với cái doanh thu thì rất ấn tượng như này. Vậy Bách Hóa Xanh đang lãi hay lỗ bao nhiêu? Đúng không ạ? Đây là một câu hỏi mà rất rất nhiều người quan tâm. Thì tôi sẽ giải đáp cho quý vị ngay sau đây. Dựa vào cái báo cáo kết quả kinh doanh của Thế giới di động, đúng không ạ? 9 tháng năm 2020 thì đây có kết quả đây. Lợi nhuận sau thuế thì 1.605 tỷ, lợi nhuận trước thuế thì lên đến 2.977 tỷ. Thuế thì đóng là 1.142,5 tỷ đồng. Đó. Và dựa vào những cái này, dựa vào nguyên tắc của hạch toán trong báo cáo tài chính hợp nhất và tiếng lẻ, hợp nhất và tiếng lẻ, và dựa vào quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty có lãi thì phải đóng thuế, công ty lỗ thì không phải đóng thuế, và trong một tập đoàn thì các công ty không con không được bù trừ cho nhau, và tỷ lệ thuế hiện nay quy định là khoảng 20%. AZFIN tính toán được tương đối chính xác, cái mức độ chính xác chúng tôi cho rằng nó phải đạt 98%. Đó là năm 2018 thì lợi nhuận trước thuế là âm 855 tỷ. Thế là biên lợi nhuận sau thuế là âm 19,85 tỷ. Nhiều quý vị và các bạn lại hỏi tại sao ở trên lấy lợi nhuận trước thuế mà ở dưới lại là lợi nhuận sau thuế, biên lợi nhuận sau thuế. Bởi vì nếu công ty lỗ thì lợi nhuận trước thuế mới sau thuế nó là một, nó không khác nhau. 2019 thì lợi nhuận trước thuế là 1.150 tỷ. Và biên lợi nhuận dòng sau thuế là 10,68%. Thì 9 tháng năm 2020 lợi nhuận trước thuế là âm 1.602 tỷ và biên lợi nhuận sau thuế là âm 10.73%. Đó, như vậy quý vị và các bạn có thể thấy nếu Bách Hóa Xanh mà không lỗ hoặc không có Bách Hóa Xanh hoạch toán vào thì hai chuỗi Thế giới di động và Điện Máy Xanh có thể lãi khoảng 5.800 tỷ sau thuế. Rất khủng khiếp, đúng không ạ? Hai chuỗi rất hiệu quả. Tiếp theo, bao giờ thì Bách Hóa Xanh có lại? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người mong muốn có câu trả lời. Nhưng thực sự điều này là một điều rất khó. Bởi vì nó phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau. Nó phụ thuộc vào thứ nhất là số lượng cửa hàng và quy mô tổng doanh thu của Thế giới di động bao giờ đạt được đến một mức đủ lớn. Thì khi đó giảm các cái chi phí quản lý. Ví dụ một ông tổng giám đốc thì quy mô gấp đôi thì cũng một ông tổng giám đốc, đúng không ạ? Một ông gọi là phó tổng phụ trách bán hàng thì cũng vậy thôi. Vân vân, rất nhiều các vị trí này nó không nở ra khi mà quy mô doanh thu lớn. Tiếp theo, chi phí bán hàng và quảng cáo nó cũng tiếp giảm. Ví dụ ông doanh thu 1.000 tỷ thì ông quảng cáo thì ông cũng mất từng ý tiền. Doanh thu 10.000 tỷ thì ông quảng cáo ông vẫn mất từng ý tiền. Đó, thì khi doanh thu lớn hơn thì cái chi phí này phân bổ cho mỗi đầu doanh thu thì nó sẽ giảm xuống. Rồi tiếp theo là DC, tức là trung tâm phân phối ấy. Không giống như các đại siêu thị lớn thì họ làm luôn một góc để làm cái nhà kho, làm trung tâm phân phối chuyển hàng lên luôn cho siêu thị. Ở các siêu thị nhỏ thì họ không thể làm thế. Mà họ phải có một trung tâm phân phối để có thể vận chuyển hàng cho khoảng 10 đến 20, thậm chí 30, thậm chí 40, 50 cửa hàng để bán. Thì khi đó hiệu quả mới cao. Mà chỉ khi số lượng cửa hàng về cơ bản nấp
đầy cái DC thì cái hiệu quả của DC mới tốt nhất. Thì điều đó thì phải cần thời gian. Hiện nay thế giới di động vẫn chưa full được như vậy. Một trong những nguyên nhân vì sao mà Vinmark lỗ rất lớn, lỗ doanh thu 10 đồng lỗ 5 đồng là bởi vì Vinmark mở lỗ chỗ mỗi nơi 1-2 cửa hàng. Mà DC thì họ cũng phải mở một cái quy mô tương đối, chứ không thể mở DC cho một cửa hàng, thế thì phí hoài quá, đúng không ạ? Mà họ phải mở DC cho rất nhiều cửa hàng, nhưng mà lại có một cửa hàng hoạt động chẳng hạn thì họ lỗ là một điều rất bình thường. Tiếp theo, thứ hai là tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Thì cái này dựa vào tăng trưởng GP như thế này, từ đó giúp cho thị trường bán lẻ chung nó nở rộng như thế này, đúng không ạ? Bởi vì rốt cục cuối cùng đó là khi thu nhập có cao lên thì người ta mới tăng thu chi tiêu nhiều hơn. Tiếp theo đó là giá trị mỗi đơn hàng của khách hàng, rồi là doanh thu của mỗi cửa hàng như thế nào. Thì quý vị và các bạn có thể tưởng tượng rằng cách đây 3-4 năm chẳng hạn, quý vị đi chợ thì một đơn hàng bao nhiêu, và bây giờ đơn hàng liệu có lớn hơn không? Vậy thì trong tương lai nó có lớn hơn không? Thì nếu thu nhập gia tăng mạnh ấy, thì giá trị mỗi đơn hàng của khách hàng sẽ gia tăng theo thời gian. Thì có thể là cùng thì lượng người ấy mua, nhưng mà doanh thu sẽ tăng lên rất lớn. Thứ tư là thói quen mua sắm của người dân. Hiện nay đa phần người dân thích mua thực phẩm ở các cái chợ cóc, chợ tạm, chợ truyền thống nhiều hơn. Nhưng mà có một bộ phận giới trẻ nhất định bây giờ họ ngại ra những cái chợ đó. Họ muốn vào một nơi mua sắm mà khang trang sạch sẽ hơn, đúng không ạ? Tiện lợi hơn và có đầy đủ ở trong đó. Cũng như họ cũng không muốn đi mặc cả. Đó, thì cái thói quen chi tiêu này nó phải cần thời gian. Thói quen mua sắm này phải cần thời gian để thay đổi. Thì khi đó tự nhiên các cái cửa hàng hiện đại họ sẽ thu hút được thêm doanh thu, đúng không ạ? Thu hút được thêm người tiêu dùng. Thứ năm là sự cạnh tranh từ các chuỗi Qua Food hay là Vinmart cộng như thế này. Tuy Bách Hóa Xanh tuyên bố rằng hai ông này không phải đối thủ, mà Bách Hóa Xanh ngắm đến chính mình, ngắm đến chợ truyền thống, nhưng chúng tôi cho rằng Qua Food hay là Vinmart thì cũng có tác động nhất định, chứ không phải là không đâu. Đặc biệt là Coop Food thì cái chuỗi này cũng phát triển cũng khá nhanh ở trong Sài Gòn, thậm chí ở ngoài Hà Nội cũng có rồi, đúng không ạ? Họ làm cũng tương đối tốt chứ không phải là kém đâu. Thế thành ra cũng có sự cạnh tranh từ cái đội này. Và cuối cùng chúng tôi cho rằng sớm nhất thì cuối 2023, đầu 2024 sẽ có lại. Đó, kịch bản cơ sở, tức là kịch bản ở mức gọi là dự báo bình thường của chúng tôi là 2024 có lại, cuối 2024 mới có lại, tức là đầu 2025 này. Và muộn nhất có thể là 2026 có lại. Và tất nhiên kịch bản vô cùng tệ hại đó là đóng cửa và bán lại, thì tất nhiên là sẽ không bao giờ có lãi được, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, Bách Hóa Xanh có giá bao nhiêu? Nó lỗ nhiều như thế, năm nay có thể lỗ hơn 2.000 tỷ. 9 tháng đã lỗ 1.602 rồi, năm nay có thể lỗ hơn 2.000 tỷ. Vậy nó có giá không? Đó, thì tuy Bách Hóa Xanh lỗ, nhưng vẫn nằm trong top những nhà bán lẻ hàng đầu trong một cái thị trường vô cùng hấp dẫn, là một miếng bánh thèm muốn của bất kỳ một đại gia bán lẻ nào trên thế giới, đặc biệt là đội Thái Lan và Nhật Bản. Đội Thái Lan đã mua Big C, mua Metro cho dù lợi nhuận lúc mua bằng không, mà trả giá cả 500 đến 700 triệu đô, 800 triệu đô cho các cái chuỗi đó. Thì Bách Hóa Xanh chúng tôi cho rằng có thể vươn lên dẫn đầu trong cái lĩnh vực bán lẻ hàng tiêu dùng trong 3 đến 5 năm nữa, nếu cái chiến lược tiếp tục đứng hướng và kinh tế phát triển tốt. Chúng tôi phải nhấn mạnh là nếu, chứ không phải là hiển nhiên nó sẽ đạt được vị trí dẫn đầu, nếu cái chiến lược của nó tiếp tục đúng hướng như hiện nay và cái kinh tế phát triển tốt thì nó có thể dẫn đầu ở cái thị trường này trong 3 đến 5 năm nữa. Và định giá cho Bách Hóa Xanh thì cũng như định giá cho startup, chúng ta không thể dùng PE bởi vì nó có lợi nhuận đâu mà PE. Chúng ta không thể dùng chiết khấu dòng tiền hay PB hay bất kỳ phương pháp nào liên quan đến một doanh nghiệp có bình thường có lợi nhuận cả. Mà phương pháp định giá này là cho startup. Thì phương pháp chúng tôi tham khảo rất nhiều các cái chuỗi bán lẻ. Thì phù hợp nhất cho Bách Hóa Xanh chính là PS, tức là phương pháp định giá trên doanh số. Doanh số hay nó còn gọi là doanh thu đấy, đúng không ạ? Như từ tham khảo Big C, Metro, Vivimart và Vinmart. Vinmart thì đã bán cho một lượng khá lớn cổ phần cho bên Singapore, đúng không ạ? Còn Big C thì Metro chúng ta đã biết rồi, bán cho đội Thái Lan, đúng không ạ? Vivimart thì hồi cũng được Vinmart mua lại, đúng không ạ? Thì các cái chuỗi này đều được định giá theo phương pháp PS, tức là giá trên doanh số, giá trên doanh thu đấy.
thì nó dao động từ 1,3 đến 1,5 lần. Và Bách Hóa Xanh rõ ràng vị thế bây giờ là còn được đánh giá cao hơn cả Big C, Metro và các cái chuỗi kia. Thế do đó chúng tôi cho rằng Bách Hóa Xanh xứng đáng được định giá với P trên S bằng 1 đến 1.5 lần. Đó, thì đây xin nêu lại với quý vị, đây là phương pháp định giá dành cho startup chứ không phải phương pháp định giá cho các cổ phiếu thông thường ở trên sàn mà chúng ta biết. Quý vị lưu ý điều đó nhé. Ở đây không có tranh cãi gì cả, mà nó mang tính phù hợp hay không mà thôi. Đúng không? Không có đúng sai mà chỉ mang tính phù hợp. Và với doanh thu 2020 khoảng 22.000 tỷ thì Bách Hóa Xanh có thể được định giá từ 22.000 đến 33.000 tỷ đồng, tương ứng với khoảng độ 950 đến 1 tỷ 400 triệu USD đối với cái chuỗi này. Đúng không? Và tôi đưa ra một số kết luận tóm lại như sau. Bách Hóa Xanh hiện tại lỗ 1.602 tỷ 9 tháng 2020 và có thể lỗ 2.200 tỷ năm 2020 là một chuyện hết sức bình thường. Thứ hai, Bách Hóa Xanh muốn có lãi ít nhất phải đến cuối 2023, đầu 2024 mới có lãi. Thứ ba là Bách Hóa Xanh có giá của nó chứ không phải là một công ty có giá không đồng hay là một cái startup không đồng hay là nhỏ hơn không. Và giá của Bách Hóa Xanh phù hợp từ 22.000 đến 33.000 tỷ đồng. Thì trên đây là tôi đã trình bày đến quý vị và các bạn các cái nội dung liên quan đến chuỗi Bách Hóa Xanh, lỗ bao nhiêu, bao giờ có lãi và được định giá bao nhiêu. Quý vị và các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Bách Hóa Xanh hay quý vị và các bạn muốn nghiên cứu của AZFIN về cái chủ đề nào đó, về cái lĩnh vực nào đó, về cái phần nào đó thì quý vị và các bạn có thể comment bên phía dưới này để chúng tôi hỗ trợ quý vị và các bạn tốt nhất. Hay là quý vị có góp ý cho chúng tôi là cần làm như thế nào để thú vị hơn, để quý vị và các bạn cảm thấy hạnh phúc hơn thì hãy cứ comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.